vào những ngày rằm. Con thường ghé chùa để sám hối bài sám hối mà chùa con hay tụng đọc. Vào ngày rằm là sám hồng danh cư sư, việc mình lễ lạy các vị Phật mà mình không biết cũng như các vị Bồ Tát được xem là biểu tượng, có sao không ạ? À, mong sư Hoa Nghĩ giải đáp. Thưa với quý vị, cái chuyện mà mình lạy Phật thì bản thân nó giúp cho mình tăng trưởng cái niềm tin. Tuy nhiên, khi mà mình lạy những cái vị mà mình không biết vị đó là ai, không biết vị đó có thật hay là không, thì nó thiếu cái nhân trí tuệ. Thì khi mà mình đẩy cái niềm tin mình lên cao mà mình thiếu nhân trí tuệ thì cái đường đi của mình sẽ rất là gian nan. Tại vì quý vị cứ để ý đi, niềm tin và trí tuệ là giống như là cái đôi chân của mình vậy. Mình đi mà mình có hai chân thì mình chạy hay là mình đi cũng rất là nhanh, rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mình phát triển một chân thì một chân này phát triển hơn chân kia, mà phát triển quá nhiều, phát triển vừa thôi thì còn không sao, mà phát triển quá nhiều rồi cái chân kia là mình dẹp luôn qua một bên, mình chỉ xài có một chân thôi, thì phải nói là cái đường đi của mình nó hẹp. Chính bởi vì như vậy, cái vấn đề là làm sao để mình tăng trưởng trí tuệ. Nên học giáo lý. Khi học giáo lý, mình sẽ có nhiều cái trí tuệ. Rồi từ đó, mình sẽ bổ sung để mình vừa có niềm tin mà vừa có trí tuệ. Sư đã có nhiều lớp giáo lý ở trên cái YouTube của sư, nhiều cái danh sách phát, quý vị mở ra xem những cái danh sách phát phù hợp, ví dụ như lớp Kinh Hạnh Phúc nè, lớp Phật Pháp Căn Bản, lớp Phật Pháp Nền Tảng đó. Lại thêm một cái vấn đề nữa, đó là khi mà mình phát triển cái chuyện mà mình sám hối như vậy đó, thì quý vị nên hiểu là mình phải ý thức được là mình đã tạo những cái nghiệp gì. Cái chuyện sám hối, cái mục đích sám hối nha, là để nhằm giúp cho giới mình trong sạch, chứ bản thân nó chưa thể gọi là cái chuyện tu. Nhớ giùm sư, nó giống như một cái đứa học sinh thì khi nó phạm lỗi thì nó xin lỗi, nó viết bản kiểm điểm. Thậm chí có thể viết kiểm điểm với cha mẹ, với nhà trường, thậm chí đứng trước cục cờ vân vân. Nhưng cái chuyện xin lỗi không giúp cho nó học bài. Quý vị hiểu vấn đề không? Nó muốn học bài thì nó phải học. Bản thân chuyện xin lỗi nó chỉ là giải quyết cái vấn đề nó đã vi phạm thôi. Chính bởi vì như vậy đó, quý vị phải thực hành phát triển giới học, định học và tuệ học. Cái chuyện mình sám hối nó cũng chỉ là một phần của giới học thôi nha. Cho nên là mình sám hối thường, cái kiểu của cư sĩ sám hối thường nó không giống như cái kiểu sám hối của các sư. Kiểu sám hối của các sư là như thế này nè: do các sư thường xuyên suy tư về giới, thường xuyên cẩn trọng về giới, xem là mình có vi phạm hay không vi phạm bất kỳ điều học gì ở trong giới, rồi mình có cái nhu cầu làm trong sạch giới để phát triển giới học, định học và tuệ học, cho nên mới sám hối. Cái kiểu đó sư e là nó không có giống với hầu hết cái kiểu sám hối của Phật tử Việt Nam mình bây giờ. Cho nên là thứ nhất ha, là cẩn trọng, cái ý nghĩa của sám hối đã bị hiểu sai. Cái thứ hai là mình nên phát triển cái tuệ. Và xin mời Đức Tuệ Tường có lời chia sẻ về trường hợp này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Đại Đức hành tại rất là khéo léo khi đưa ra một cái ví dụ mà rất là sinh động, mà rất là dễ tiếp thu nữa. Ví dụ cái ví dụ về việc sám hối đó, sư cũng hoàn toàn đồng ý cái ví dụ đó. Nên là quý vị phải lưu tâm tới việc sám hối.
Còn cái sám hối này, sám hối á, sư cũng nói thêm, sám hối chính thật sự á, cái sám hối nếu đúng là gọi là tinh thần sám hối vậy. Là sám hối á, là mình nôm na mình chỉ hiểu, mình hiểu là như vậy đi. Khi mình còn là phàm phu á, cái điểm khởi đầu trong kinh, trong tương ưng của nó, điểm khởi đầu mà của luân hồi á, nó không có, nó có điểm khởi, không có điểm khởi đầu. Có nghĩa là mình phải hiểu là trong cái vấn đề sinh tử của mình đã làm vô số chuyện mà gọi là tày trời, nó chính xác là tày trời, trời đất, chứ không phải là mình nghĩ là ở ở ngay kiếp này nè, ngay kiếp này nè là mình có thể phạm sát sanh, mình có phạm phạm nói dối, mình phạm uống rượu đúng không, mình phạm tà dâm, nó không đơn giản thưa quý vị. Nếu mà cái ý nghĩa mà gọi là sám hối theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy là Phật giáo Nam Tông, hay tinh thần kinh điển Tam Tạng kinh điển Nikaya, nhưng mà phải hiểu là trong quá khứ mình làm biết bao nhiêu nghiệp nghiệp bất thiện đó, như nãy sư có nói đó. Cho nên sư rất đồng ý với Đức Hạnh Tuệ, cái việc sám hối nếu nó gọi là tinh thần sám hối đúng đó, thì mình phải nỗ lực ngay và luôn và không ngừng nghỉ vun bồi giới định tuệ, vun bồi thập thiện nghiệp mà sư quý sư cũng hay nhắc đó, là phước vật, phước đức, phước chí. Để làm chi? Để là nếu để ngay trong cái kiếp hiện tại này nè, mình cố gắng, mình đã biết Phật pháp rồi, mình đã tiếp cận Phật pháp rồi, may mắn nha, kiếp này may mắn đi rồi, thì phải, mình phải ráng tranh thủ mình làm rất là nhiều. Đó là cái tinh, đó chính là tinh thần sám hối, mình làm thiện nghiệp không ngừng nghỉ, làm liên tục không ngừng nghỉ. Thì cái hạt, thì những cái thiện nghiệp đó đó, những cái thiện nghiệp đó, đó là cái nhân, trong kiếp này nè, không, nó sẽ là hành trang cho quý vị trong những, kiếp mà quý vị, trong những kiếp tương lai mà quý vị chưa có giải thoát được sinh tử luân hồi đó, thì những cái thiện nghiệp đó, đó nó sẽ, nói đúng hơn là nó sẽ phần nào trấn áp được những cái quả mà bất thiện mà quý vị đã làm trong quá khứ. Đó đúng là tinh thần sám hối là như vậy. Chứ mình không phải mình nói là mình lại sám hối, mình đọc là con xin sám hối, là cái bài sám hối đó, bài sám hối đại loại vậy, thì mỗi 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 tông phái thì có một bài sám hối, mình đọc vậy là rồi mình cũng bữa mình phạm gì rồi vậy là xong. Đó không phải, thì đó, cái đó là nó không, có đúng tinh thần với lại Phật dạy. Còn cái vị hỏi câu cụ thể là việc mình lễ lại vị Phật mà không biết như vị Bồ Tát đó, thì sư thấy để Đức Hạnh Tuệ trả lời rất là đầy đủ rồi, cho nên là sư cũng không bổ sung gì thêm. Cũng xin kết thúc câu trả lời đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.